Hello, em lại chào các cụ nhé. Hôm nay em lại ủ ốc với thính mới các cụ nhé. Hôm nay em ủ với thính C5. Đấy, cái C5 thì hôm nay em giới thiệu cho các cụ là cái công thức ủ thính C mới của em. Bây giờ hôm nay em C5, em mới ra các cụ. Vừa rồi em ra thấy đánh cũng ok, khách đánh cho khách đánh test thử cũng thấy ok. Nên là hôm nay em làm cái video hướng dẫn ủ thính mới C5 hoàn toàn mới. Nó ủ thì nó không khác gì thính C1 cộng cả, nhưng mà nó tăng là cái mùa này các cụ nếu mà không dưỡng con ốc khỏe thì đánh nó sẽ không hiệu quả. Nên là hôm nay em sẽ ủ là hai nắp kích thích nhà nhớt và hai nắp thính dụ. Còn cái chai màu vàng là chai em sẽ làm khác hơn, mùa này nó sẽ đánh hiệu quả cao hơn. Bây giờ là 8 giờ nha các cụ nhá. Em ủ ốc từ 8 giờ. Đấy, bây giờ là bắt đầu em cho nước vào ủ cũng như là cái thính C1 cộng kia các cụ ạ. Đấy. Cho nước vào, nước là nước giếng khoan các cụ nhé. Đấy. Nước nhà em thì chỉ có nước giếng khoan rồi, cho nước chăm sóc con ốc. Tí nữa đi. Rồi. Đấy, nước chăm sóc con ốc các cụ nhé. Bây giờ lắc đều hai chai thính, là chai màu nâu là chai thính dụ, còn chai màu đỏ là chai kích thích nhà nhớt. Mùa này thì em sẽ ủ là hai nắp nhà nhớt để cho nó hiệu quả cao hơn. Cái nhà nhớt đợt này em sẽ làm nó đậm đặc và nó sẽ hiệu quả cao hơn cái vừa rồi các cụ nhé. Đấy, còn thính dụ thì nó vẫn như thế, không tăng và không giảm. Chỉ khác ở cái nhà nhớt và cái chai màu vàng để cho nó tạo độ ăn sâu và ăn nhanh hơn. Đấy, chai màu vàng này để nó có thể là ăn nhanh hơn và ăn sâu hơn. Nhưng mà chai màu vàng các cụ ra hồ mới trộn cho em một nắp thôi nhá. Đấy, xay 1 đến 2 cân ốc xong rồi trộn cho em một nắp vào. Ủ thêm 15 đến 20 phút nữa. 30 phút nữa là các cụ thảo hồ nhá. Đấy, bây giờ ủ hai nắp thính dụ các cụ nhá. Cho em hai nắp thính dụ, lắc đều cho em hai nắp. Đấy, hai nắp thính dụ rồi. Cái mùa này thì các cụ phải ủ cái nhà nhớt cho nó dưỡng con ốc cho nó khỏe. Đấy, bây giờ là đến nắp nhà nhớt cụ nhé. Nhà nhớt em sẽ làm cái C5 này sẽ đậm đặc hơn, nó dưỡng con ốc được khỏe hơn. Mùa hè này các cụ mà không dưỡng được con ốc nó khỏe thì là nó sẽ bị yếu con ốc. Đấy, nó tỷ lệ nó con ổ nó không được cao. Đấy, hai nắp thính dụ, hai nắp nhà nhớt cụ nhé. Đấy, cho nó con ốc nó khỏe, nó ngấp được thính dụ nhanh hơn. Cái C5 thì này, ủ nó nhanh hơn các cụ nhé. C5 ủ chỉ 2 tiếng thôi, không cần phải ủ thời gian 3 đến 5, 7, 8 tiếng, 2 tiếng các cụ thôi có thể câu được rồi. Đấy, giờ trộn đều lên, trộn nhẹ nhàng, trộn đều cho em là ok. Ủ cho em là cứ bây giờ 8 giờ nhưng mà sáng mai mới đánh, chả biết sáng mai đánh hồ nào cho nó vào việc này. Ồ, bây giờ đang Covid, Covid này có thả cá đâu các cụ ạ. Đấy. Rồi bây giờ các cụ nè ủ đến sáng mai. Sáng mai bao cụ ra hồ chắt hết nước cho em. Chắt hết nước rồi dập cho 1-2 cân. Rồi cho em một nắp màu vàng này. Cái vàng này thì sự lan tỏa dưới nước sẽ nhanh và rộng hơn, tốt hơn. Ở cái mùa hè là cái nhanh hơn cả chai, như là chai màu xanh cũng nhé. Tốt hơn chai màu xanh ở thính C1 cộng. Đấy. Này em thay đổi một chút vị. Thứ nhất là cái nhà nhớt em cho hai nắp, tăng cường lên hai nắp. Còn cái chai màu vàng này nó ăn sẽ ăn sâu hơn và ăn rộng hơn, thầu tỷ lệ thầu sẽ ít hơn, nó ăn sâu và ăn đáy cao hơn cụ nhá. Vâng, hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho các cụ là cái thính ủ thính mới là C5. Rồi các cụ vào theo dõi đăng ký kênh của em để em ra những video và thính mới nhất để cho các cụ chơi nhé. Và em chào các cụ ạ. Em chào các cụ nhé. Bây giờ em xuống hồ câu Sóc Sơn, hồ vừa mới thả hơn 60 con quần đen, nhưng hôm qua họ đánh lên nhiều, ngoan mạnh. Hôm nay không biết tình hình nào. Hôm nay em lại đánh thính C5 mới cụ nhá. Đấy, ốc thì em dập tầm độ 1 cân thôi. Đấy, ốc chỉ cần dập thôi, không cần phải dập nhiều cụ nhá. Đấy. Ốc thì hôm nay em đánh 10 cân. Thì 9 cân để sống, 1 cân để dập ra. Để cụ cho ốc dập xuống. Rồi trộn một nắp màu xanh, cụ cho em thêm tầm 15 đến 30 phút nữa là cụ đổ mồi. Đây. Này ủ một nắp màu vàng cũng nhé. Trộn cùng với ốc xay ốc sống luôn ạ. Rồi để nguyên này cho nó nhà nhớt nha cũng nhé. Để nguyên tầm 15-30 phút cho nhà nhớt xong mình thả mồi cũng nhé. Biết tình hình nào, hôm nay dịch bệnh không đi được xa nên là em xuống Sóc Sơn đánh nhé. Hôm nay xuống gặp một khải rỗ rồi.
chủ hồ Câu Đập Quẫn. Vâng, cụ vào xem kênh em, chúc em may mắn nha cụ nhé. Chúc em may mắn, em ra những video đẹp nhất được cụ xem nhé. Còn chào cụ, hẹn các cụ trong video lần sau. Em rồi xuống là như thế. Phải rồi, chấp trước con. Thôi băng rồi. Ôi trời, mắc vào đất. Mắc vào đất, trời đại này bị mắc vào đất. Vãi. Mắc vào đất. Chạy rầm rầm mắc vào đất. Đây, mắc vào đất này. Có xem này. Ủa thì con mẹ là bốn cái vảy cơ. Mắc vào đất này. Đúng, không hiểu. Các cô ơi, em vừa đầu môi được chắc tầm tiếng. Cay thật. Ba lưỡi ba vảy đều mất vấn bong, vò mạnh quá. Em gọi lại cho. Cô ơi, vừa mới chưa kịp bật máy. Vừa mới lên vảy ông lại tiếp tục lan vảy tiếp. Vai thật, quên còn chưa kịp bật máy luôn. Rõ thật. Không, không phải ghi đâu, ai tí nữa nhân viên điện cho anh đọc cho nhân viên cái địa chỉ là được. Vâng vâng, đúng rồi. Vâng. Ui lại mất rồi. Vai thật. Xuống đẹp quá. Mất ngay được. Bong nữa đi. Bong đi. Để tao vứt bẹ cần.
mua loài ruột đây. Thì cái cầm anh vợt tới đây phát. Cầm anh vợt tới đây phát. Chưa có. Ông mồm à? Hầu. Ủa mất thế nhỉ đi. Ủa đọc lưỡi này. Thôi bao ngồi. Đi mày tham mắc lưỡi. Đi đưa đây để đi quay bằng. Đi kéo ra mẹ mà dính cái đầu này. Bao nhiêu phát bong nha cụ ạ? Mới. Mới phát cơ hội đánh muộn mê bong. Giờ này trục vớt em thành công. Lưới 15 nha cụ nhé. Anh khỏi cầm dao đấy nhỉ, bổ thôi cá phát. Vâng, thế nhân viên ở điện khu này lấy địa chỉ anh nhá. Vâng, năm ổ siêu tốc ạ. Vâng, vâng. Vâng. Xong rồi nhân viên nó điện lại cho anh luôn nhá. Trời ơi, điện mà trả thoại ơi. Mất hết sạch. Vãi thật. Vứt cả điện thoại luôn. Cày thế. Trời ơi. Kiểu liên tục. Một lúc hai ổ kia đánh biết thế ngồi mẹ ổ mình bắt cá luôn và tăng chủ như tôi vui mà có nửa tiếng rồi chắc với đổ một nửa tiếng rồi đó nửa rồi. Tiếng chủ chụp chụp xong rồi đứng ném ra phát kéo lên này thôi đi mẹ biết thôi đánh mẹ ổ mình cho chết chó rồi vừa nói phát đi mẹ tụt dữ đánh không được phát sau nhấm nhấm thì đang thoải máy nhấm thôi đi thì mẹ đang đóng máy mà tụt phát nữa đóng hẳn vào đi mẹ nó lên đóng rồi. Mất hình luôn, vãi. Và đâu rồi, có vợt chứ. Và ở bên, bên khỏi chỗ. Thế sao mà đấy lấy nhá. Ê, chấp trước con đấy. Người ta đi đánh đen, không ai đi đánh chép. Người ta chưa lắp kịp vào sao anh thối bụng này anh Khỏi. Em lên xem lấy anh phát. Ở trong túi ấy của anh à.
Mở rồi. Cửa sau hay cốp em? Cửa sau. Anh lắp vợt chưa? Anh ơi, thế em sang bên này em mượn anh vợt. Mẹ khỏi dỗ. Dỗ. Nhưng mà hôm nay khách điện nhiều quá nên là em mất nhiều cơ hội công cụ ạ. À, lưỡi 15. Anh xuyên hầu. Thằng chó khởi rố nó không cho em mượn một vật của loại bình tĩnh. Thái Nguyên vứt mẹ nó xuống hồ. Nhận ra ai đồ nào đây không? Ý bao nhiêu con mình gọi là phá còn chi chu gãy ngọn đánh thanh sơn vừa mới đứt trục buộc lại nè, buộc để luồn mẹ con một lỗ, luồn qua xá linh con độc lỗ nên là bù lại sau chuột phòi cá lên. Ô, đủ má nó phòi cá lên vai. Lên sao đấy. Kiểu gì phải nhấn nó mới lên. Điên thật đấy. Muộn rồi. Ôi dục muộn rồi. Đang cầm ô. Muộn rồi. Em nhìn phát. Anh tua lại cho em xem. Phát này mới đẹp này. Để tí anh tua lại. Đẹp dã man. Xoạch xoạch cuối cùng thì nó lên kiểu hỏng. Vâng thôi. Không mình thích. Vậy cái nước của nông quay thôi. Ôi trợn rồi. Mày rồi. Xuống tịt. Tịt chi lịch cùng. Ôi ôi. Chậm thật đấy, đang chậm quá. Mèo đẹp thế. Nhấp đi chơi. Mất 3 pha dây điện, tàu lượng bơi chuẩn, cua chít mãi rồi.
thế là bơi tí ngoài lô chẳng ổ, để lúc chưa đầy 10 phút mục tụt giữ luôn lại lại trên lại bỏng cải tắt vô thế này khi mà mang lưỡi bơi thuyền vòng vòng sang vòng bên kia xong rồi kéo thẳng thực lôi đến ổ. Ôi rồi ôi nhìn em vai thật, nhìn mày lung giặc rời. Em đã ấn cho anh cái kia không? Để xem ngọn phát ấy. Không còn một tí. Sốt nổi đây rồi. Đầm A, trắng trắng. Rồi đầm A. Rồi. Ôi rồi, ăn rồi. Nó ô. Quần vãi đắng. Mình xem này để cái máy quanh gần. Được. Mày không còn biết đại mày đấy. Máy kia máy nào? Đây máy kia. Để đó, cứ đẩy đi. Cứ đẩy đây. Cho quay người thôi. Lùi ra được không? Cân lên thôi. Ôi giời ôi, từ trưa giờ mấy chục phát rồi. Giật mấy chục phát. Ôi giời, cong chưa? Ôi giời, vào toàn mồm này. Kìa chạy nào, con. Đây, con mồm này. Cá, bắt đầu cá. Con mồm này. Mồm đá cú em ạ. Con lên cú rồi. Cái này nó ăn bằng mũi à? Hít thở. Con này dễ nữa, nó 6 cân. Từ từ thôi. Ôi giời mày... ơi, thôi. Đẹp quá thế. Vài. Bung. Các cu ấy gò quá các cu ạ. Bong luôn. Quá nó phá. Rách môi. Em chào các cụ nhá. Hiện tại bây giờ là em hết 2k câu ở dưới hồ câu Gióc Sơn của cụ ạ. Hôm nay em đánh với thính mới, thính C5. Hôm nay thì bong nhiều các cụ ạ, mất nhiều cơ hội quá. Bong thì hôm nay tổng cộng bong 4 con, được 2 con các cụ nhá. 2 con hàng cũ. Hôm nay thì nghỉ một thời gian rồi. Đấy, hôm nay vả được 2 con hàng cũ xích các cụ nhá. Chết cứng một con rồi. Chết thối một con rồi các cụ ạ. Đấy. Chết thối một con. Còn một con sống rồi. Rồi các cụ nay em bong nhiều nên là không biết hôm nay sáng ra cổng gặp ai. Hôm nay bong nhiều quá. Các cụ vào theo dõi kênh của em thì cho em xin nút đăng ký kênh, nút like, nút chia sẻ video để em ra những video làm nhân cho cụ xem. Hôm nay ngồi cùng thằng em này. Đấy. Nó là thổ địa ở đây. Nhưng mà hôm nay nó ám em nha các cụ nhá. Từ lúc nó đổ mồi là nó ám em. Em bong liên tội luôn. Vâng, các cụ ơi em đánh thính mới. Các cụ vào theo dõi kênh của em thì cho em xin nút follow, nút đăng ký kênh để làm ra những video đẹp nhất cho cụ xem nhé. Vâng, chào cụ, hẹn các cụ trong video lần sau ạ.